Hôm nay sẽ giảng cho mọi người về cái cấu tạo của cuộc sống, tầm vận động, sinh lý của nó. Chúng ta muốn mà làm được cái về tác động cuộc sống thì chúng ta phải hiểu được thế nào là cuộc sống. Để các bạn biết cuộc sống là đây là hình cuộc sống của chúng ta. Đấy. Nó là cái giá đỡ, nó là cái trục, bộ xương trục của chúng ta. Mà các bệnh lý ở đây thì rất là nhiều. Còn ở đây chúng ta không có cái ở ngang đây thì nó là xương vai, chỗ này nó là xương hông. Thì hay treo ở tâm thì bệnh lý là từ cuộc sống mà ra. Thì muốn để hiểu được về cuộc sống này chúng ta phải thứ nhất chúng ta nhìn vào đây. Thì cái mô hình này nó tính chất tương đối. Cuộc sống của chúng ta giống như hình chữ S đúng không? Giống như hình đất nước Việt Nam mình luôn. Đây các bạn chú ý, đây là cái bể đốt sống cổ nhé. Tiếp theo là thắt lưng, sống ngực. Tiếp theo là thắt lưng và dưới là cùng cột. Thì các cụ có câu là cuộc sống là cây bệnh lý của đời đúng không? Cuộc sống có thẳng thì đời gì đẹp. Đấy, hồi xưa người ta cũng rất là trừu tượng và liên tưởng. Thì trong cái phần này, trong cái cấu trúc giải phẫu thì khó nhất đó chính là cái đốt cổ, bảy đốt sống cổ nó phức tạp hơn. Và bảy cái đốt này thì nó chi phối toàn bộ các bệnh lý liên quan đến vùng đầu và vùng thân dưới. Và chúng ta để ý như chúng ta gãy đốt sống cổ thì chúng ta cũng gây ra liệt tứ chi đúng không, gây bại liệt ở thân dưới. Thế thì cái bảy đốt sống cổ này thì các bạn chú ý cho thầy là thứ nhất là đốt 1, đốt 2 và đốt 7. Đốt 1 ở đây thì nó cái đặc biệt của nó là gì, là nó không có thân đốt sống, nó rỗng ở giữa. Thì cái cấu trúc rỗng của nó để nó chứa cái hành tủy. Cái thứ hai là cái này các bạn nhìn đằng sau này, nó có cái động mạch đốt sống màu đỏ này, thì nó có cái rãnh ở đây. Đấy, đây cũng là một trong, sau này chúng ta sẽ gặp được một trong cái hội chứng bệnh lý chúng ta bị dày hóa dây chằng đây. Chúng ta ngửa này mà đau đầu chắc chắn là do nó dày ở đây. Tiếp theo là đốt hai cấu trúc đặc biệt là nó có cái mỏm nhai, mỏm giáp, mỏm nhai. Cái mỏm này nó dài khoảng 1 đến 1,5 cm. Đấy, để nó giữ cái đốt một nó không bị di lệch. Nếu chúng ta bị chấn thương và tai nạn bị gãy cái đốt mỏm nhai này chắc chắn phải phẫu thuật. Đấy, mà phẫu thuật đấy cực kỳ phức tạp và khó đúng không? Cái tiếp theo là đốt C7 các bạn chú ý là cái mỏm này nó dài nhất, cái mỏm gai sau này dài nhất. Và đặc điểm cấu trúc của cái đốt sống cổ mà chúng ta để nhận diện được gọi là thương hiệu của đốt sống cổ đó chính là có lỗ mỏm ngang, hay chúng ta bằng thuật ngữ nữa là lỗ động mạch đốt sống cổ. Đây nó đi qua thì cái này thì có những trường hợp cấu tạo đặc biệt này, có những trường hợp bệnh nhân là sẽ động mạch đốt sống cổ là nó sẽ đi bắt đầu vào C6, nhưng cũng có trường hợp là đi vào C7. Đấy, cái lỗ C7 này thì mọi người cái đấy mọi người phải chú ý phân tích. Và nếu mà bạn nào đi chi tiết hơn thì có một cái rất thú vị, đó là cái mỏm ngang của lỗ 7 này nó có một bên là chia làm đôi luôn. Nếu mà chia làm đôi thì thường cái đấy là những người như vậy là động mạch nó sẽ đi từ C6. Nên chúng ta đi phân tích kỹ. Đấy, thì từ cái bệnh lý, từ cái đốt sống cổ này thì các bạn biết là chúng ta có rất nhiều các hội chứng. Đầu tiên là chúng ta thường là hội chứng cuộc sống đúng không? Hội chứng cuộc sống thì nó có hai ý thôi. Thứ nhất là nhìn còn có mất đường cong sinh lý hay không, đấy chứ, có mất đường cong sinh lý hay không. Thứ hai là sờ cái gai sau nó có bị đau, chính giữa gai sau nó có đau hay không. Đấy, các bạn chú ý. Đấy, chúng ta sờ vào thì cái hình thức mà như thầy hướng dẫn các bạn đây là chúng ta lấy cái đệm chúng ta bọc đồ ấy, nó có hình xốp xốp nhầy nhầy đấy, chúng ta ấn vào đây mà cảm giác không sờ được vào cái gì, không sờ được vào đốt sống thì đấy nó chính là bị dày sơ hóa, thì cái đốt đấy chắc chắn là thoái hóa. Và tiếp theo nữa là cái hội chứng rễ thần kinh. Hội chứng rễ thần kinh thì rễ ở cổ chúng ta có hai đám, nó đám dưới thần kinh cổ và đám dưới thần kinh tay. Đám dưới cổ thì nó bắt đầu từ C chuẩn thì nó người ta có quy ước là C0, thế nên nó chậm với đốt 1 với lại tức là C1, C2, C3 tức là rễ 1, 2, 3, 4 thì thường nó sẽ liên quan đến đau vùng chậm, đau ở vùng sau gáy này. Tiếp theo là đám dưới thần kinh cánh tay thì nó gì,
nó là từ C4, nó có một số sách là C5 cho đến đốt D1, thì nó chi phối cái phần cánh tay của chúng ta. Và một cái hội chứng tiếp theo nữa mà vừa này, đấy chính là cái hội chứng động mạch đốt sống. Động mạch đốt sống, đấy chưa? Động mạch đốt sống này thì các bạn biết là cái mạch này thì nó nuôi dưỡng một phần hai bán cầu lạc, nên là cái ý nghĩa của nó rất là tốt và nó chứa rất nhiều và chúng ta gặp nhiều. Và sau này chúng ta gặp là lệch đốt sống gây ra giảm, nó chèn vào cái động mạch đốt sống cổ này, gây ra giảm lưu lượng máu lên não. Thứ hai là do thoái hóa tại trong cái mỏ này, nó chèn vào có giống như cái vòi nước mình bóp lại thì áp lực nó mạnh đấy, đấy. Cái, nếu cái mà nó thoái hóa trong này thì khó chữa hơn, còn nếu nó do lệch đốt sống ví dụ nó cong lệch như thế này chèn vào thì chúng ta hoàn toàn có thể xử trí được. Sau ví dụ như các hội chứng dinh dưỡng, hội chứng đấy thì vân 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 vân, nhưng trọng tâm ba cái hội chứng động mạch đốt sống cổ, hội chứng cột sống cổ mới lại là hội chứng dễ thần kinh, là các bạn nắm về trọng tâm để chúng ta biết được rằng là cái cổ là như thế nào. Về thứ hai là cái phương pháp các loại cột sống thì nói thêm là chúng ta có bốn cái thủ thuật chúng ta áp dụng để thăm khám, nó giống như Tây y, nhìn sờ bó nghe. Thì trong phương pháp tác động cột sống cổ thì chúng ta có bốn gai áp của tấn vê, áp và kiểm tra nhiệt độ, lấy mỏm gai, lấy cột sống này làm trục và hai bên cơ này chúng ta so sánh hai bên. Mỗi lần áp chúng ta từ 1 đến 2 giây thôi, hoặc 3 giây để kiểm tra nhiệt độ. Hai vuốt bản chất là chúng ta vuốt gai sau cột sống, được chưa? Đấy, chứ không phải vuốt vào cột sống, mà chúng ta bây giờ chúng ta học giải phẫu chúng ta phải chắc vuốt gai sau cột sống sẽ là vuốt lồi, vuốt lõm, đốt lệch, vân vân. Xong chúng ta ấn V, đúng không? Các bạn có bỏ ấn vào dây thần kinh làm sao mà ấn vào, chúng ta ấn hầu như chúng ta ấn vào gì? Giáp tích thế này. Đây là ngăn của nó, đúng không? Hai bên này này. Thấy không chưa? Mà chúng ta ấn vào đây này. Giáp tích chúng ta ấn vào đây này. Thần kinh nó mãi ở dưới này. Chứ khi châm cứu thì chúng ta sẽ để châm thở. Đấy. Nhớ chưa? Còn trong đốt sống cổ này thì cái tỷ lệ thoái hóa đốt sống cổ là cao hơn so với lưng. Tại sao lại vậy? Bởi vì là đây chúng ta cứ đặt này, nó không có giá đỡ, cổ của chúng ta chứa cái đầu của chúng ta không có giá đỡ, nó như còn đặt, nó không như thắt lưng. Thắt lưng chúng ta có cả một bộ khung trục rất là mạnh. Thế nên là dựa cái đường cong sinh lý ấy, thì nó sẽ dồn vào đốt C5 và C6 này nhất trọng lượng. Thế nên là khi nó dồn như vậy thì nó sẽ gây ra thoái hóa C5, C6 mặt cắt rất là nhiều, trọng tâm thoái hóa nó. Khi chúng ta làm lửa, chúng ta sờ C4, C5 rõ nhất. Thế chỗ đấy là nó có chiều cong đấy. Chỗ đấy là khi cái trục nó xuống là nó vào chỗ C5, trọng tâm. Đấy là giải thích lý do là sao chúng ta bị. Tiếp theo chúng ta đến 12 đốt sống ngực. 12 đốt sống ngực này thì trọng tâm chúng ta, đây bản chất đây các bạn nhìn này, nó đã có lồi rồi, sinh lý lồi rồi, đúng không? Và nó lồi cao nhất ở D7, cao nhất ở D7. Thế nên là chính vì lồi thế thì chúng ta hay gặp đốt này là chủ yếu là gù, lồi hơn nữa. Ví dụ chúng ta cong nản thế này nữa, cong nản nữa. Đấy. Thì khi cong này thì các bệnh lý nó thường hay gặp là tiêu hóa, trong đó có dạ dày, đau dạ dày. Còn chi phối ví dụ như từ D1 này, D1, D2, D3 là chúng ta chi phối về phổi, cái đoạn phổi. Còn D5 của chúng ta liên quan đến thần kinh tim, những bệnh nhân mà bị đau tim hoặc bệnh lý tim bẩm sinh, D5 này có biểu hiện lạnh hoặc thần dày hóa lên. Còn về dạ dày của chúng ta từ D7 đến D12, nhưng trọng tâm là D7, D8, D9, nó tiết đoạn như vậy. Và cái tiếp theo nữa là cái gù hoặc đường. Gù hoặc đường là do này. Đấy, chúng ta vận động là do ngồi sai tư thế. Ví dụ đang ngồi này nó mỏi là nó cứ như thế này, nó lại thành thế này đấy, thì nó áp lực, chính cái gù đấy là áp lực, nó lại chèn vào hệ tiêu hóa thì nó càng bị hơn. Nhất là lúc gì các bạn ăn xong, ăn no rồi xong các bạn gì, các bạn đọc sách hay gì ngồi đọc ấy, các bạn cứ gù như này, bởi vì như này nó giảm tư thế mỏi, nó đỡ mỏi cho các bạn, thì càng như vậy thì làm sao. Thế nên khi cái giai đoạn đầu chúng ta chữa cho những cái học sinh này thì nó sẽ mỏi, giải thích và thường chúng ta phải mua cho các bạn những cái đai các bạn đeo thẳng nó là đấy.
Và cái cuối cùng và cái tiếp theo đó chính là năm đốt sống thắt lưng. Thì trong cái đốt sống thắt lưng này thì chúng ta trọng tâm là các bạn để ý kỹ cho thầy, cái đốt là 5, là 4, là 3, là 2. Bởi vì thoát vị ở đấy là thường nhiều, còn là 1, là 2 cũng có nhưng ít. Trọng tâm là chúng ta khi thoát vị và gây ra đau và tính tọa là chúng ta thường là dễ là 5 và dễ F1. Một số liên quan đến dễ L4 thì thường là 2 ở trước, chúng ta kinh nghiệm hơn. Đấy. Thì cái thoát vị đây, cái cấu trúc của cái này, cấu trúc của cái đĩa đệm thì các bạn để ý nhất là cấu trúc của đĩa đệm là 5 F1. Khi nói đến đĩa đệm chúng ta phải nói đến cái đĩa đệm trên và đĩa đệm đốt sống trên và đốt sống dưới. Đấy, thì cái đĩa đệm là 5F1 này nó giống như cái trên, thì trên về thế nên là hay trượt ở đây, hay trượt ở lúc này nhiều đấy. Và cũng có những trường hợp là trượt cả L4, nhưng mà L4 thì thấy đấy là trượt là 5 nhiều hơn, trượt đốt sống 5 này. Đấy, trượt thì chúng ta phân ra là chèn vào không sống 1/3, 1/2 hoặc 2/3. 2/3 thường là chỉ được rồi. Thì chữa về cái thoát vị lưng này thì nói thật với các bạn này, cái tác động của chúng ta cũng một phần là một vũ khí để chúng ta tác động thôi, được chưa? Và khi mà nó đau đấy các bạn nhìn này, nó có độ dưỡng này, thoát vị nó kéo thì nó liên quan đến F1, F2, nó kéo căng hoặc trùng, nó sơ chúng ta sờ đấy, được chưa? Bệnh nhân thường sẽ đau đấy. Nhưng tại sao trong châm cứu chúng ta có việc tuyến liêu chúng ta hay châm như vậy? Đấy là để nó kích thích cái dễ như này. Và cứ nói nhiều người vỗ ngực của chữa thoát vị đơn giản trong tầm tay, nhưng mà cổ lỗi như cái ông nói đơn giản ấy, thì có chữa ca nào khỏi đâu. Nó rất khó đấy, không phải đơn giản đâu. Ăn may thì được ca vài ca, có hiểu chưa? Chứ những ca khó là rất là khó chữa. Thì đấy là cái tổng quan về cái hệ thống cuộc sống là cổ, ngực và lưng. Còn thêm một cái là cùng cụt đây. Đây là cùng cụt. Thì ứng với đây nó có 4 dây này tương ứng với 4 cái lỗ này. Bốn lỗ này ra thì nó liên quan đến mạch bát liêu của chúng ta, và chúng ta và nhất là phụ nữ chúng ta hay gặp cái viêm khớp cùng chậu này. Sau quá trình viêm thì thường gặp là gì? Sau khi đẻ, phụ nữ đẻ phải đẻ thường cơ, nhớ chưa? Đẻ thường mà nó mở cái khung này ra thì mới đẻ được. Còn không bây giờ mổ thì nếu con mà chui qua đúng đây này, thì bắt buộc cái này phải mổ đây, tức là mở cái khớp này ra. Và khi quá trình mở ra và nó sẽ gây ra, nó sẽ giãn cái dây chằng, nó gây ra phản viêm. Còn cũng có một số trường hợp là do gì, viêm phụ khoa ngược lên, tức là viêm đặc thù đấy, nhưng mà nó gây ra ngược lên là viêm khớp có đấy. Nên nhiều khi trong trường hợp điều trị về hết viêm nhiễm phụ khoa thì cái này hết đấy. Chúng ta có rất nhiều nguyên nhân để chúng ta xác định đấy. Cái vùng này các bạn sờ vào cái thấy xương luôn, nhưng mà vùng này với lại cái vùng chậm này, hai vùng này vẫn xương luôn. Thì đấy là toàn bộ về cái sinh lý của cái cuộc sống của chúng ta. Đấy, học từ đây.